Con dâu tôi á, trong khi nó hát tôi đó hen, đà vòng vòng đây nè, từ đó là đây nghe hết trơn đúng không? Tôi mắc cỡ nữa đó, tôi không dám nói, tôi đưa giọng nữa, tôi khóc, tôi trùi nước mắt. Nó quýnh luôn á, hỏi bà chị thứ tư kìa, nó bóp cổ ở đây hai ba người ca không được luôn. Xin chào bà con quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Kính thưa chú anh chị, Hoàng Xanh xin kính chúc toàn thể của chú anh chị sẽ chuẩn bị bước sang năm mới, một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Cả nhà yêu thương Hoàng Xanh nhớ xem kênh Hoàng Xanh và tiếp tục bấm like cho Hoàng Xanh, Hoàng Bảnh, Hoàng Anh và Thanh Thế nha. Bây giờ thì ngày hôm nay Hoàng Xanh mời tất cả các chú anh chị tới thăm một hoàn cảnh là ở Mỹ Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ghé thăm hoàn cảnh của cô tại vì nghe cô khóc quá trời luôn. Dạ con chào cô ạ. Cô ơi, con qua thăm hoàn cảnh mình nè, cô chia sẻ hoàn cảnh nha. Cô tên gì cô? Cô tên Sương ha, con gắn micro coi. Bởi sao cô chia sẻ gì với cô mà cô khóc chứ gì cô? Trời ơi, khổ quá. Bởi vì con bốn đứa, hai thằng trai, hai đứa gái, nó có vợ chồng hết rồi. Bây giờ bỏ lại cháu ngoại với nhỏ gái 8 tuổi. Rồi cô bệnh nữa. Cái đầu gối nó nhức. Bị đi khám không có tiền bạc rồi kêu. Người chị này là ai? Em em của cô hả? Ừ. Em ruột hả? Em ruột. Rồi ruột nhé đâu ở gần đây luôn cô? Đây nè. Dạ. Rồi là giờ, có nghĩa là cô khóc là nguyên nhân gì cô khóc cô? Cũng như là tuổi thân rồi tính kêu hai đứa này nghỉ học đi. Bây giờ ở nhà ba bốn đứa con không ai nuôi mẹ. Mà sao tuổi thân cô chia sẻ coi hết coi sao? Tuổi thân là một lớp hồi xưa thầy nuôi con nuôi cháu. Tiền bạc đồ cho con cháu ăn uống. Bây giờ nó ăn hết tiền hết bạc nó đi bỏ cô. Bây giờ cô ôm một đứa con với cháu khổ quá. Bây giờ cô mong là chú bác xem xét dùng. Bây giờ tính là buồn quá, cô buồn quá tính cho hai đứa nghỉ học lên phố bán vé số gì cũng được. Bây giờ như vậy sao nổi, cô bệnh nữa. Đó, bây giờ đây cô muốn cầu cứu tụi con giúp. Nó nói mại ơi, thằng này là cháu mại. Nó nói bà ngoại ơi, con không nghỉ học đâu, con gắng học. Rồi này nhỏ này gái Úc. Vì khổ quá, bây giờ đi biết nói sao, bây giờ dâu đồ nó cũng... chửi cô thì nó chửi cô không có kìa, mối ăn hết trời nhà cửa đồ à, tủ này mua góp mới trả anh ta 200, bây giờ không mua để đồ vô trời, nó ăn gắt hết đi, tủ này là mua ổng còn sống nhưng mà ổng mất rồi không có ai làm nữa. Cô Sương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 56 rồi. Của em có cô tên gì? Cô tên gì? Tiết. Cô Tiết ha. 25 tuổi. Là cô Tiết là ở chung luôn hả? Không, nhà ở đây. Dạ. Hai chị em có riêng. Dạ. Cô đi cô mới ăn chầu xong hay sương môi xong vậy? Em dặm môi. Là chị cô là coi như là cô là dặm môi có nghĩa là xăm môi đó phải không? Dạ, hàng chi thấy môi đổi chót à. Dạ. Rồi, vậy thì cô Sương coi như là hai đứa này đang đi học hả? Đứa này với đứa này. Nói cậu kìa. Dạ. Rồi cha mẹ nó đi đâu rồi không cha lo mẹ, cho? Mẹ nó với cha nó thôi nhau rồi nó mới bò. Em bé mới lọt lòng rồi. Đi dạ. Ở đợ nuôi nó từ bé lớn rồi mẹ nó đi lấy chồng ở đâu. Ôi, giờ nhỏ nhiều. Mẹ nó thứ mấy cô? Mẹ nó thứ tư. Mẹ nó thứ tư hả? Rồi bây giờ mẹ nó có chồng khác hả? Có chồng khác bỏ rồi, bây giờ cô ôm nè, nhỏ gái út của cô. Rồi chồng cô kìa. Chồng cô mất rồi hả? Mất. Rồi con thứ hai của cô đâu vậy? Con thứ hai cô nó lên phố rồi, nó đi làm hai vợ chồng nó thì nó vợ nó chửi cô. Là chửi sao? Một người nói thôi, sao? Nó chửi. Một người nói thôi, sao nói lại đi con thứ hai cô đâu vậy? Nó đi lên phố rồi. Rồi. Đầu tiên vậy nè. Cô biết nó có tiền, rồi cô Sương mê hỏi, tụi bay ơi có tiền không cho mẹ vài chục xài. Bắt đầu nó nhảy mở mụn lên, nó đi ra nó kêu chồng nó lại, trời ơi, hai vợ chồng nó quậy banh nhà luôn. Tuổi nó là bà, từ đây xuống tới bà sống, bà chết thì kệ bà, mà cô không có nói nặng luôn. Cô giở tay không có nói nặng nó luôn. Nó chạy ra nó kêu chồng nó lại, qua nó quậy banh nhà luôn. Cô chịu ôm ngực chịu, bắt đầu nó kêu chồng nó lên. Đầu tiên nó điên phố ơn, rồi sau này nó điện chồng nó. Điện chồng nó kêu lên, thì lên hết luôn. Bây giờ bỏ ở đây hai đứa, cô bây giờ cô bệnh. Là nhưng mà hồi xưa mình dâu đó mình cưới không hay là sao? Nó gặp, nó quen nhau. Nhưng mà đó lúc về ở cho lâu chưa mà sao? Ở năm nay nữa, thử. Anh là 10 năm rồi. 10 năm nhưng mà sao có mâu thuẫn gì mà con dâu không thích ơi cô vậy? Cô hiền lắm. Cô hiền lắm mà. Đúng rồi. Cái gì không đúng á, mấy cô có không có cái giữ cái hơ cái gì hiền. Mà nó làm quá. Nó người Việt mình á. Nó làm quá rồi mình cô Sương là người dân tộc, thấy mình làm mẹ. Có nghĩa là làm quá là làm sao cô? Nó làm cũng như là nó coi cô trong gia đình là như là người kẻ là u xin, mà cô u xin thiệt.
cô làm như ở nhà mỗi ngày là u xin luôn. Cá mắm gì đem lợi là cô làm hết, nó chỉ là biết bắt nuôi cơm thôi. Cô đi đâu về là cô phải tranh thủ vô làm cho nó ăn. Đứa nhà này là nhà của cô hả? Nhà của cô nè. Nhà của cô, sao cô ở đây mà sao con dâu lại không sợ cô ha? Không, không. Người chồng người sao, con trai cô không can thiệp hả? Nó can thiệp mà nó, mình nói đi cũng nói lại, nếu mà nó can thiệp nó sợ nó mất vợ cái gì á. Theo mà cô nói hết lòng của cô xem mà ra suy nghĩ. Thằng thứ hai nó cũng có tâm mà nó suy nghĩ vợ nó, nếu mà vợ nó ép buộc những gì, nếu mà ông Minh thương và mẹ thì ông theo mẹ đi, tụi nó lên phố. Thằng này cho nên nó suy nghĩ thôi. Bây giờ nó lên phố theo vợ nó luôn, nó nghĩ là vậy thôi, theo mà cô nghĩ. Đi lâu chưa anh, con trai thứ hai đi lâu chưa? Đi mấy tháng rồi. Mấy tháng hả? Rồi con dâu chửi cô vậy đó là cô buồn hả? Sao là chửi sao đó mà khóc nó vậy? Nó chửi bà từ đây xuống tới bà chết đi. À, bà có chết chết đi, bà đừng có, bà nhờ cậy ai được thì bà nhờ đi. Tôi nói trời ơi nhờ cậy ai trời. Tôi nói lương tâm tôi nhờ cậy ai, chỉ thương con trong gia đình sai trái, mình không dám chửi luôn. Cô nói cái gì mà con chê con dâu lên chửi cô dữ vậy? Nói là con ơi con có tiền hôn cho mẹ vài chục. Người bắt đầu nó trả lời. Cô xin tiền làm gì cô? Xin tiền cũng như là mua này mua nọ cho hai đứa này nó ăn. Nếu mà nó mua đồ á thì nó để đó chừng nào trên bàn, chừng nào nó cho ăn hai đứa này mới ăn. Rồi cô thấy xót, cô xin nặng đẻ ngày mưa đầu nó đi mua cái gì ở lòng bà lộ mình nè. Mua 5-10 ngàn cho em ăn. Rồi thì... con thứ ba cô đâu? Thứ ba nó ở Lâm Đồng. Trai hả cô? Ừ, 1 năm 2 tháng năm gửi. Nó thằng đất nông thứ ba gặp vợ nó 12 năm, 13 năm gửi được 2 triệu, 2 triệu rưỡi vậy đó. Rồi thay mà sao mà... Rồi thứ tư là mẹ mấy đứa này. Đây nè. Mẹ hai đứa này rồi không liên lạc được hay sao cô? Nhỏ này là gái của cô. Ủa là cô có con nhỏ đó hả? Ừ. Sao để con muộn với cô? Cũng như là ông này chấp nối. Ồ. Được đứa. Rồi đứa này là hai con, mẹ. Vậy là có thằng nhỏ này duy nhất cơ. Thằng này cháu. Thì con có người thứ tư là đứa nào? Đứa này nè. Một đứa hả? Một đứa. Còn đó nhỏ gái đó là gái của cô. Rồi. Đó. Rồi bây giờ là thứ tư là đi theo chồng rồi có liên lạc được không? Không. Lâu lâu nó liên lạc, khi liên lạc nó không cho nữa. Rồi thứ năm, gái thứ năm. Gái năm không có. Năm. Ủa cô nè. Nói cô một con bốn đứa mà. Bốn đứa, hai đứa trai đứa gái nè, thứ năm. Vậy đứa năm là Út này phải không? Nhỏ xíu vậy phải không? Đi ở đợ hai chồng. Vậy là ba đứa con lớn rồi không có nhờ được. Không nhờ được. Hồi xưa cô sinh sống bằng nghề gì mỗi ngày? Không, hồi mẹ đẻ là đi làm mướn suốt luôn tới giờ luôn, làm mướn tới ông xã chứ té ao chết luôn. Rồi chồng sao đâu vậy? Chồng chấp nối đâu? Chồng sao chết rồi đó. Trai nhỏ này nè. Rồi chồng trước. Chồng trước ở huyện Long Phú, hồi uống rượu vô quậy quýnh cô quá, cô sợ cô. Cô sợ cô thôi, quýnh hồi đó quýnh dữ lắm cơ ngươi. Rồi bây giờ hoàn cảnh mình chị em ở gần nhau có hỗ trợ nhau được không cô? Không, nhỏ này người ta mới cắt nhà cho, nhà nước cắt nhà cho chị em khổ lắm. Em nghèo chứ em đâu có hỗ trợ được chị em đâu. Trời ơi. Cũng gạo bà đứt trời lo, thì em kiếp được già đâu, nhiều quá em đâu có. Khổ lắm, cô sợ lắm cô mới kêu. Chứ... nhà cái bên nữa hả? Đúng rồi. Ồ. Nè cửa nè, cậu. Cửa đó, đêm không có cửa đó. Sao cô? Không có cửa. Sợ bằng đêm. Là xài cái cửa nào? Cái cửa này á hả? Ừ, không có cửa luôn. Xài cửa cây này ha. Trời ơi. Vì sao con trai cô lớn rồi, sao con trai cô nhiêu tuổi rồi? Nó... thứ hai bao nhiêu tuổi rồi? Ý là làm như hai vợ chồng nó tính đi bỏ cô từ lâu rồi, rồi cứ mình không biết nổi cái này. Vậy là cái cửa xài cái màn này? Ừ, đúng rồi. Rồi đất này bây giờ ai đứng tên? Cô đứng. Cô đứng tên nữa, dạ. Cô đứng. Đó. Cô thì giữ... cái này nhà này nhà của cô mà. Nhà này nhà của cô mà nhà hộ nghèo người ta cắt cho gần mười mấy năm rồi đó cưng. Dạ. Vậy là có con trai luôn mà con trai không làm cửa nẻo lại ha. Cái này có đơn giản có gì đâu, cái này mua cây về đóng thôi. Cái này tại vì cô không làm thôi chứ có gì đâu khó. Đúng không? Này cây giờ cây tạp giờ quá trời đóng trời ơi, cái một cái gì đâu tạp đó. Người cỏ hen làm một thường mà nửa tháng 10 bữa làm lần từ lộ đó xuống luôn làm trời ơi gưng ơi đó. Cái này là do gia đình cô là con cô không có hiếu chứ thật ra con cô với bốn người đáng lẽ là phải lo được cho cô chứ không phải là không được đâu. Không đâu, thằng cô á, cô nói sự thật, cô cũng lên này co cho bên chồng thấy luôn.
cô sống ông chết đi cũng sống với anh chồng, với bà và chồng rất là tốt. Mà tại sao mà con dâu của cô đối xử với cô buồn? Con dâu Lâm Đồng cũng vậy luôn, á Đắk Nông cũng vậy luôn, vợ nói sao là nó nghe vậy. Sự thật luôn, lên đây rồi sự thật. Tại vì cô có con cái mà cô nhờ không được á. Chứ thật ra người ta con người ta rồi. Ba đứa là tao biết suy nghĩ, tao lo cho mẹ rồi. Thuốc uống. Chị uống thuốc hàng ngày. Bị gì cô? Chị huyết áp, cô huyết áp. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? 56 rồi. 56 tuổi dạ. Tuổi dậu ha. Đúng rồi, dậu. Nhóc lớp 5. Rồi con gái cô lớp mấy? Lớp 2. Rồi cô kia cô tiếc phải không? Cô con cháu có đi làm này được không? Chồng em với con em nó đi cắt là mình ở rồi đấy anh ơi. Làm gì chị? Làm gì cô? Mới cắt á. Mới cắt hả? Dạ. Nhưng mà ở gần gũi có giúp đỡ nhau được không? Gạo thóc rồi cho ăn được không? Chị em ruột luôn không? Không, cũng không biết lấy gì ơi. Nhưng khi không có ngàn bữa nước đá luôn. Hai chị em. Chứ không. Mẹ sanh đẻ ra đâu có đất cho đâu, đi làm thuê để ăn. Đẻ. Đất này đất ai cho? Đất ông cha ruột cho mẹ. Cho ha. Nhưng mà ý là không có ruộng hả? Không có ruộng đâu con ơi. Mình là ở đây ở xứ này hồi xưa giờ hay sao? Hồi xưa luôn. Hồi xưa luôn. Ở xứ này xưa giờ hả? Ừ. Tưởng đâu ở đâu di cư tới chứ. Mẹ cha hồi xưa cũng nghèo, ông nội cũng nghèo. Chỉ được nền vậy ở chị cũng mừng rồi. Dạ con chào cô. Dạ. Chào cô. Dạ. Dạ con khỏe cô. Thì cô đang lên trên kênh con thì con không biết con của cô có xem hay không. Nhưng mà sẵn có dịp này để cô gửi một cái thông điệp cho con cô. Trước tiên cho con cô trước đi. Nhiều khi con của cô á, sau khi mà ba người con của cô á đến tuổi có gia đình rồi, biết suy nghĩ rồi. Cho nên thì cô có thể gửi một lời nào hoặc là có lời tâm sự nào để nhiều khi con cô sẽ suy nghĩ lại. Có thể là mang cái tình thương đến cho cô, có thể là chia sẻ những cái nỗi khó khăn cho cô. Cô có thể chia sẻ trên kênh của con đi. Con của cô đang xem, con cô đang xem luôn á, cô nói đi. Bây giờ á, một thằng thứ hai á, thì nói chung nó sống với tôi từ xưa tới giờ rồi. Chứ không phải nói, đốt đèn đi. Sống từ xưa tới giờ rồi. Mà nó vẫn nghèo như mẹ luôn. Rồi vợ nó cũng nghèo ở đây. Mẹ con cũng nghèo hết, không có gì để xây sở. Sống qua ngày vậy thôi chứ không có đầy đủ. Rồi bây giờ cái kinh này con có thấy là sự thật, con trả lời cho mẹ biết đi. Chứ bây giờ dầu đi lên chợ thành phố bây giờ nó cũng nói vậy, nó nói ôi thất nghiệp lắm mà ngày nghỉ ngày không có tiền đâu mẹ ơi. Cái đó là chồng nó điện lợi thôi, còn con dâu không có được một cuốc. Anh thứ hai đó. Vợ nó không được một cuốc. Rồi mẹ. bây giờ nói chuyện với anh thứ hai phải không? Bây giờ cô muốn gửi lời nhắn gì đến ảnh, vợ chồng ảnh không? Anh thứ hai mà vợ ảnh chửi cô á. Cô nói với ảnh đi, nhiều khi anh đang xem kênh á. Không, vợ cô nói không có máy đâu, có ơn nó. Rồi bây giờ cô nói đi, ảnh đang xem á. Bây giờ cô nói thẳng đó. Cô nói sao? Cô nói sao với ảnh nói đi. Bây giờ á, mẹ nói với con, hôm nay á là tụi con lên thành phố làm, tụi con cũng không có tiền bạc gửi cho mẹ. Bây giờ mẹ lên kinh này, mẹ nhờ cộng đồng mạng thương tình mẹ với ha một đứa cháu với em giúp đỡ cho mẹ để mẹ cho em học với cháu học cho nơi tới chốn đó con xem đi chứ mẹ biết con là khổ giống mẹ cũng giống con suy nghĩ đi mẹ không phải muốn lên đi vậy đâu mẹ khổ quá mẹ muốn cầu cứu thôi con à con xem kỹ mẹ nói chứ lắm lúc mẹ tính là sự em buộc mẹ tính tròn đai với Mỹ Linh nghỉ học lên phố luôn. Lên phố hai ba mẹ con đi luôn đi, không biết đi tới nơi nào. Có chỗ nơi sống cứ sống, bây giờ thằng Đan nó khóc, nó không chịu học, nó không chịu nghỉ học, Mỹ Linh cũng khóc nữa đòi học. Đó. Mẹ không có sự ép buộc con những gì hết trơn, để con xem kinh như vậy là sao, con sẽ nhận xét con phải thương tình mẹ. Rồi con thứ ba thì sao? Cô cũng muốn nhắn luôn đi. Nhắn con thứ ba luôn đi cô. Nhắn luôn đi. Nhắn luôn đi. Mẹ rồi. Nói á, vợ chồng con giữ cũng vậy nè. Mẹ rất là thương con. Mà giờ phút này mẹ thấy tụi con không đứa nào nuôi mẹ được đâu. Bây giờ mẹ lên kinh rồi hôm nay. Con người ta á, một tháng đi, một năm đi. Người ta gửi mẹ, người ta chịu cũng được đó. Cái gì mẹ lên kinh mẹ nói sự thật, 1 triệu được rồi, tụi con á, giữ với con dâu với anh Chanh, không bao giờ gửi mẹ.
Bây giờ mẹ lên như vậy á, mẹ nhờ công đồng mạng giúp đỡ mẹ hai đứa em ăn học. Đó. Cái gì sự thật mẹ nói sự thật à. Một năm tuổi con cho, một tháng đi con cho 500, 200 cũng được. Mẹ cho hai đứa đi học cũng thoải mái. Mẹ ăn chịu nhịn cho hai đứa học. Mẹ không bao giờ mẹ lên kinh vậy, mẹ bối xót tụi con mẹ không có. Bởi vì sự thật mẹ nói thiệt. Mà phải xem thử coi có sự thật gì không. Rồi bây giờ cô nói với con thứ tư đi, mẹ của bé này nè, đang không có tiền đi học nè, giờ cô nói nhắn gửi luôn đi. Nói nè, mẹ Quỳnh cũng vậy nữa. Mẹ lúc lúc á, hồi tiền hỏi bạc. Tụi con dằn dập mẹ, nói thế này thế nọ. Rồi lắm lúc con gửi mẹ, chút đỉnh mẹ cho mấy đứa đi học. Cái đó là mẹ không nói đi. Rồi bây giờ quá khứ mẹ còn nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ cho mẹ, với con của con, với Mỹ Linh đi học, với mẹ. Trong gia đình mẹ nuôi con, mà bây giờ mẹ hiểu rồi. Mẹ mới biết, mẹ hiểu rồi thứ tất cả mẹ nuôi. Bây giờ còn vẫn là nuôi một đứa cháu với con như vậy luôn. Ngày xưa sao mà không, bây giờ quay tròn lại như vậy luôn, hai đứa nhỏ như vậy luôn. Đó, con xem kinh mẹ đi. Bây giờ mẹ cầu cứu với chú, với gì. Bây giờ gia đình mình hồi xưa giờ là sống là con không biết có cái nỗi buồn gì mà là gia đình đứa con cô là... Con không biết là hồi xưa cô đối xử thế nào, hay là cô có thương con của cô không mà ba người con của cô lại ngoảnh mặt quay lưng với cô như vậy. Không thương biết lắm. Thương lắm á cô? Cô thương lắm. Lúc hả nó chửi cô nín, cô sợ nó quýnh nữa. Ai chửi? Không, thằng thứ ba nó uống rượu vô á. Trời ơi, không, có ở đây có, tôi không dám trả lời. Nó có quýnh tôi nữa đó cậu. Không, tôi có sao rồi sao mà. Tôi thương con tôi lắm. Tôi mỗi ngày tôi đốt nhang, tôi kêu tôi xin cho con hai thằng trai đứa gái tôi khỏe mạnh với tôi. Mà không biết con tôi nó nghĩ. Nó quýnh luôn á, hỏi bà chị thứ tư kìa. Nó bóp cổ ở đây hai ba người cao không được luôn. Không cậu à, có sao có chị dâu tôi kìa. Mà nó tâm thần nữa cậu. Dạ. Ừ. Rồi vậy thì... nhiều đọt lắm. Bây giờ là cô là quá khổ vì con cái đúng không? Bây giờ cô bao nhiêu tâm sự nỗi lòng hôm nay cô chúc hết đi. Chúc hết vô cái... trong cái suy nghĩ của mình đúng, đó. Mình chúc cho tất cả những người con có thể mà hiểu được nhiều khi á. Cô biết không? Nhiều khi con cô không bao giờ là kêu được ba người ngồi lại để cô nói chuyện đâu. Rất là khó đúng không? Rất là khó có thể nói được. Cho nên ngày hôm nay... có kênh của con, có thể là cô nói được những cái lời này, con cô sẽ nghe được và sẽ hiểu thấm nhuần. Đâu đó biết đâu là cái kênh con lại là một câu nói để cho gia đình mình khăng khít hơn, con cô biết suy nghĩ hơn, và những lời comment bình luận của quý khán giả là có thể giúp cho con cô có thể hiểu được cái lòng mẹ đang đau đớn như thế nào khi mà cái sự quay lưng hay là cái sự đối xử của những người con, đối xử là gọi là tạm thời gọi là hơi tệ bạc đi đối với cô. Bây giờ cô bao nhiêu cô chúc hết cái nỗi lòng này cho con cái nghe đi cô. Thương con, đi làm gì ở đâu đâu cũng vậy, nuôi con. Hồi đó là ông trước đây, thằng thứ ba với nhỏ sư tư mà bằng vậy nè, đi cắt lúa tới Bạch Thê, Kiên Giang, An Giang, Bạch Thê, An Giang đi cắt lúa, rồi ông quýnh đó bệnh, rồi người ta có tiền tới người ta cắt hết đầu, người ta gom tiền về hết rồi. Còn mẹ, còn tôi với thằng thứ hai, nhỏ xíu rồi thứ hai đó mới 17, 18 tuổi, hai mẹ con đi xin cắt nữa, không có tiền nuôi thằng thứ tư với nhỏ, thằng thứ ba với nhỏ thứ tư đó. Dẫn mẹ con đi bộ rồi đi tới gần Cần Thơ xin, có dăng xe từ Cần Thơ về đây không? Không có 1.000 mua gạo hộp nữa. Rồi mấy hồi đó bà già còn sống đi mượn gạo bà được lon hai lon, bà già cũng nghèo nữa. Rồi tôi nuôi vậy rồi sao mà nó lớn rồi. Mà không đâu, mình nói đi cũng nói lại. Thằng thứ ba thì nó ở bên vợ, là quyền vợ nó nữa. Ở Đắk Nông hả con? Đắk Nông. Cũng như là thằng thứ ba không có quyền hạn gì đâu cậu. Đó. Cô nghĩ bây giờ mình nói toàn buộc mình nói được, còn dâu mình rất khó nói. Nó nói mình nó không cưới nó. Nó chỉ lại làm dâu vậy thôi. Mà mẹ chồng này rất là thương con. Rồi hai đứa đó qua đây, chú Hoàng Sơn nói nghe nè. Qua đây. Qua đây nè con. Chú Hoàng Sơn nói nghe nè, cô ở đây đi. Qua đây. Hai bé này nè. Rồi, qua đây. Rồi có liên lạc được với mẹ con không? Không. Con tên gì? Con tên Đà. Rồi có đi học chưa? Có. Đi học nói chuyện người lớn cho đàng hoàng, ngồi xuống. Con tên gì? Con tên Đà. Rồi con năm nay học lớp mấy? Con năm nay con học lớp 5. Rồi học giỏi, học dở hay là học khá? Con học được à. Học được trung bình phải không? Ừ. Đi học mà nói chuyện người lớn vậy đó, ừ vậy đó hả? Dạ. Ai dạy cái này vậy hả?
đi học chắc tôi nói chuyện người lớn nói chứ đàng hoàng nha, không chắc, có ừ nha. Chắc quên hay gì mắc hồn mất ký sợ hay gì hồi nãy tôi lớn. Mọi lần xin lắm. Chú gửi cho. Nói chuyện với người lớn là phải dạ thưa đàng hoàng nha. Dạ, nói là tính ngày bữa nữa, chừng nào có tiền thì dẫn chỉ cho mai mốt ra đường nói chuyện cho đàng hoàng nghe không? Nghe không con? Dạ thưa đàng hoàng. Dạ. Rồi, cô bé này. Con tên gì? Tên Linh. Con năm nay bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi con học lớp mấy rồi? Là con học lớp 2. À, lớp 2 hả? Rồi, vậy là cái này là hai mẹ con ha? Đúng rồi. Cha rồi. Mất rồi. Cha đó. Rồi, Linh học lớp 2. Rồi, bây giờ bé nào là muốn đi học nhất nè? Hai đứa đi học, đi học hết. Giơ tay lên, là muốn đi học nhất. Giơ lên. Muốn đi học hết hả? Muốn đi học hết. Nghỉ học được không? Không. Bấy giấy số được không? Dạ không đàng hoàng chứ không có dạ học. Dạ không. Mai mốt thầy cô xem kênh, mai mốt có thấy bé này dạy lại mới được. Nói chuyện không có lễ. Hả hỏng lên. Hả hỏng lên đó dạ. Vậy là con muốn đi học hả? Rồi con dạ. Con nhớ mẹ con không? Nhớ. Nuôi con giờ không hy vọng ha. Nhiều khi con cái rồi không có. Cô không bao giờ con bất đức khổ cho em. Bà già chết đi ở đợ. Cá sấu ở gần mười mấy năm, gần 20 năm đó nghe. Đâu dạ. Phải mới ở đâu. Vì nhà xin mượn tiền người ta mới vô ở được 7 bữa mà dám kêu chủ ra mượn tiền. Dạ. Làm gì đám ma, làm đám ma cho bà giờ ruột. Dạ. Cố gắng điện thoại lại cho con cháu đi. Điện thoại cho con cháu coi sao cuộc sống sao đã chứ. Để như vậy hoài con cái thiếu thốn rồi con cô không can thiệp. Đúng rồi, khổ lắm. Cô ở bên đây cũng nuôi gà nuôi vịt cái gì con? Đâu? Thế cũng nuôi gà nuôi vịt nè. Thế tôi vậy là con trai cô cũng giỏi chứ, ảnh cũng làm. Đâu? Đây nè. Cái này cô làm nuôi ấy. Nuôi trồng rau muống. Trồng rau muống bán hả? Ừ, chưa ấy. Dạ. Chưa ấy, trồng rau muống. Bên sao nuôi vịt sim gì cô? Không, vịt sim 4 con. Còn 2 con vịt bự để đám giỗ ổng còn 4 6 bữa nữa đám giỗ mà không biết tiền ở đâu. Coi nhà sao coi nhà cô cũng thoáng quá ha. Lâu lâu gặp cái cảnh quê thấy cũng thoáng mát. Bà già ông già đó. Đó từng dạ. Sau là ba cho anh hai đó, nhà sao thấy đó. Dạ, giờ anh em quá đông ở xung quanh ha. Ừ. Cái này là làm ơn nè, làm ơn. Rồi kêu nhỏ thứ 8 dùng đậy tôn làm. Con cái đông không có nhờ cậy gì không nữa. Có cô hồi đó cô hỏi nè, hồi đó có cho con ăn học gì không? Cô hồi đó là học lớp 2 hồi đó đó. Không mà con của cô có cho ăn học không, có biết chữ không? Nó học tới lớp 6, lớp 7 luôn. Biết chữ hả? Biết chữ hết luôn. Rồi hồi đó có đi cắt lúa chung rồi mẹ con có cắt lúa cái gì không? Cắt chung đó. Cắt ba thê rồi đó phải không? Đúng rồi, đi ba thê rồi làm dữ lắm. Nhưng mà sao mà con cái cô có giữ với con không? Thấy cô, mình... cô có hung dữ với con cái không thấy? Không. Trời ơi, nhầm khi tức hả? Là sao cô? Nói gần gần chị em khi giấu nó kìa, không dám nói ra mắc cỡ người ta. Sao cô? Dâu tôi á, nhầm khi nó hét tôi đó hen, là vòng vòng đây nè, từ đó là đây nghe hết trơn đúng không? Dạ. Tôi mắc cỡ nữa đó, tôi không dám nói, tôi đưa giọng nó, tôi khóc, tôi chùi nước mắt. Bây giờ là cô lên kể khổ gì con cháu cô nghe buồn đấy cô nha. Không đâu, cái này là nói buồn đó là cô không chấp nhận. Cô nói là cô lên vậy á, để cho nó hiểu. Nó hiểu cảm nhận, nó biết thương mẹ. Tới mức độ này, ngày hôm nay mẹ phải lên kinh mẹ nói cho hết. Nếu mà là không nói cộng đồng mạng á, chắc là sẽ là cô không biết sao. Cô nói trong kinh cộng đồng mạng mình, cô chú, các cậu, các chú, các em. Chỉ là thí dụ tôi một mình tôi á, chắc có thể tôi đi ở đợ rửa chén tôi cũng sủng sống nữa. Mà bây giờ tôi nói sự thật, tôi tội nghiệp cháu tôi với con gái tôi nó đang học, rồi nó còn nhỏ nữa. Không thể nào đi đâu được, làm gì được. Có dự định cho nó học tới đâu? Bây giờ cứ cho học, chừng nào thấy nó nản thôi. Thằng đó cũng học giỏi lắm. Nó nói nó học được thôi chứ đâu có giỏi đâu cô. Nó học 9-8 rồi, đợt này thi kỳ 1 nè. 9-8 rồi học được thôi, trung bình hả? Có giấy khen chưa? Có thì sao nói con học được? Trời ơi. Trung bình hả? Thấy khá hay giỏi? Biết gì đâu. Hả? Lớp mấy rồi? Lớp 5. Lớp 5 rồi mà khá giỏi trung bình không biết luôn hả? Khá hay giỏi hay trung bình? Sao con nói cho cậu nghe? Thấy yếu hay kém? Học sinh giỏi thì sao không nói? Mắc cỡ hay sao? Ừ, đi học vậy đó. Học sinh giỏi đâu? Đưa chiếc khen cho chú coi coi. Đâu có hồi đó đâu có tủ đâu, mới mua tủ. Hồi ổng chết nó sợ để ngoài mối cắn mà.
Đây chú Trả này con, học sinh giỏi lớp 2, người lớp 3 có giỏi không? Lớp 3 có khi mà mất rồi. Rồi lớp 4? Lớp 4 không có. Rồi lớp 5? Đang học nè. Chưa hả? Giờ kết quả của học tập con sao rồi? Dạ, giỏi ha. Nhưng mà nói nghe nè, con học thế nào cũng chăng nữa chú nói. Đi vô trường người ta nói là tiên học lễ hậu học văn, thấy không? Mình trước khi mình học văn tốt thì cái lễ phép mình phải có. Chú không biết là con lễ phép hay không có lễ phép, nhưng mà tuyệt đối là cố gắng nói chuyện. Nếu mà con đã có rồi thì tốt, còn chưa có thì nói chuyện với lễ phép đâu ra đó. Biết không? Tập nói chuyện cho đàng hoàng, cho ngoan luôn. Mới là con người đàng hoàng, thấy không? Chứ không phải là mình nói kiểu như nói trọng á, người miền Tây nói trọng á, không được nói như vậy. Học không? Học chữ miên giỏi luôn, cô lại tới nhà luôn. Nói là danh đa dứt chữ miên đẹp quá. Không có chữ miên cô, không có chữ nào chữ miên hết, có chữ Khmer thôi, cô chưa biết chữ Khmer. Miên. Nói là học dứt chữ Khmer tốt quá, chế xương ơi cho nó gắng học. Cô nói có 5.000 à, sao mà học 2 buổi chịu nổi trời. Học Khmer mấy giờ học con? Học có gần chùa hay sao cô, hay là học trong trường? Đây, trường này nè. Dạ. Rồi bé gái mới có học lớp 2 hả? Cậu hai đứa này nó mặt nó gầu với ta, qua đây nữa chú ơi Thâm ơi. Trời ơi. Sao buồn gầu dữ vậy? Buồn lắm. Buổi sáng giờ đi ăn cơm qua đây ngồi gần chú ơi. Sáng giờ mẹ con cho ăn gì? Chấm muối ớt. Là sao, là ăn cái gì? Muối ớt chấm thịt kho hay sao, hay là cái gì? Không. Đồ cho lớn rồi. Ăn cơm với muối ớt. Buổi sáng giờ không mua đồ ăn hả? Sao giờ cô không mua đồ ăn cho tụi nhỏ đi? Là ăn tiết kiệm hả? Cô bây giờ có tiền muốn thề luôn. Muối ớt hả? Rồi à, vậy thì bây giờ mình thấy cái cảnh này đó, con cái của cô là có thể thấy rồi đó, đồng cảm rồi đó ha. Bây giờ thế này nè, con nói đi cô đi nè. Bây giờ là đa số những hoàn cảnh á mà con đi giúp đỡ thì đa số theo cái số mà đông mà Hoàng Xanh thấy không chú vậy? Thì coi như là phải coi như là già cả neo đơn rồi không con không cái, đó là hoặc là bệnh tật, thì cái đó là những cái hoàn cảnh là quý khán giả và có thể là đồng cảm, có thể hỗ trợ một chút gì đó theo tấm lòng của mỗi người. Nhưng mà hoàn cảnh của cô, thứ nhất cô có con có cái, thứ hai nữa là cô vẫn còn con biết là cô đang bệnh, nhưng mà theo cái hình thức của khán giả xem kênh đó, người ta nói cô cũng đang khỏe mạnh, cho nên cái trường hợp của cô con cảm thấy rất là khó đó, con thấy rất là khó giúp đỡ cô à đó. Nên thì con cũng mong là sau cái thông điệp này cô có thể gặp gỡ con cái cô được. Thật sự thì nếu mà con đi tới thăm hoàn cảnh mà con không có giúp được, thật sự con cũng hơi buồn. Con hơi buồn, hơi tiếc, hơi cũng muốn giúp lắm. Nhưng mà giúp thì mình không biết phải biết giúp làm sao. Đó, vậy đưa lên vậy chưa chắc thì bà con giúp cho cô. Hoặc là có bà con giúp thì con càng mừng cho cô. Đó, bây giờ thì thế này nè. Bây giờ thì con sẽ đọc số điện thoại của cô. Nếu mà cô bác nào mà đồng cảm á, thì chia sẻ hoàn cảnh của cô được thì chia sẻ trực tiếp cho cô luôn. Còn nếu cô bác nào không đồng cảm thì vui lòng coi như là bỏ qua. Đó, bây giờ thì con đọc ha. Cô Sương nha, đồng ý cho con đọc số điện thoại cho không? Cô đồng ý không? Có đọc lên trên mạng cho. Đồng ý mà. Đồng ý không? Rồi cô có đồng ý con úp clip này để cho con cô là hiểu ra coi như là hoàn cảnh của cô khổ như vậy. Nhiều khi con cô sẽ hiểu được cái nỗi lòng của một người mẹ đầy nước mắt. Cô có đồng ý con úp không? Đồng ý rồi. Rồi. Bởi vì có sự thật vậy. Dạ, con đọc cho cô Sương. 0395 963 065. Rồi. Thì hy vọng cô đủ duyên để được mọi người là có thể là chung tay nếu mà có lòng hảo tâm. Nhưng mà cô chú anh chị ở hoàn cảnh này thì cô chú anh chị xem hết clip, cô chú anh chị tự cảm nhận. Chú Hoàng Xanh cũng rất là khó xử. Nói chung là cũng lặn lội tới đây là coi như là thấy cái sự chia sẻ của cô là cùng mình cũng thấu cảm được phần nào. Bởi vì là coi như là không có nhờ cày được con cái, cũng như là quá bế tắc, cho nên thì mong muốn là cộng đồng mạng có thể cho cô một cái phao cứu sinh. Nhưng mà trường hợp này thì thật sự là rất khó với Hoàng Xanh, bởi vì Hoàng Xanh làm từ thiện thì không phải là làm cho một người, mà có nghĩa là tùy duyên mà rất nhiều hoàn cảnh còn khó khăn. Mỗi người sẽ có một cái khó khăn khác nhau, giống như cô thì khổ tâm, người kia thì họ bệnh, hoặc là cô thì thiếu thốn cho con cái học tập, người khác thì họ thiếu thốn cái khác. Nhưng mà Hoàng Xanh chỉ là một người nhịp cầu nối. Hoàng Xanh không phải là một người kêu gọi từ thiện, và Hoàng Xanh cũng không phải là một người là có cái kho tiền của ngân hàng để mọi người gửi vô để mà làm cái quỹ to tát để mà đi cho người này người kia. Mà Hoàng Xanh quay lên thì cô bác nào có thương tình á thì liên hệ trực tiếp với gia đình. Hoặc là trong trường hợp là hoàn cảnh đó coi như là
lớn tuổi hay là không có biết cách là coi như là nhận tiền được á, Hoàng Xanh nhận và sau đó Hoàng Xanh tới trao, Hoàng Xanh đọc tên đàng hoàng luôn. Đó là cái cách làm từ thiện của Hoàng Xanh là đâu đó rõ ràng, chứ không có để cho nhiều người người ta công kích mình, nói mình làm từ thiện để mà mình kêu gọi để lấy tiền đó mình tiêu xài cá nhân, đó là không có đúng theo những gì mà Hoàng Xanh đang làm. Rồi bây giờ cô ơi, con chia sẻ như vậy đó, cô thấy sao? À, cảm ơn nhiều. Bởi vì sự thật nãy giờ là cháu là đây là cô cũng kể từ đầu tới đuôi, nó quá khờ và khổ. Trên cộng đồng mạng cũng thương tình giúp đỡ cho em. Rồi một đứa con 8 tuổi, cháu 12 tuổi đi học. Thấy khổ quá, mẹ con thất vọng luôn rồi, thêm đâu phải khỏe đâu, năm nay gần 60 tuổi rồi. Cô không đi làm gì được hả cô bây giờ? Hay là đi là không ai giữ cháu? Đau cái chân hả? Ừ. Tại vì nhiều người, nhiều cô bác nói là năm 60 tuổi nhiều người người ta vẫn có đi làm được á. Không, cô bây giờ cô đi làm được luôn. Làm nhẹ nhẹ được không cô? Mà sớm này cô làm gì được, hai đứa này cô mà đi gửi được không? Cho nó đi học rồi cô đi làm giờ, giúp việc nhà được không? Ở đây hả? Ở đây người ta đâu có mướn, chị người ta mướn dặm lúa là rồi à. Dạ. Xứ ở đây nè, dặm lúa. Dạ, dùm sâu dặm lúa hả? Dặm lúa giờ ngày nhiêu cô? Ngày dặm tiếng ngày 25 ngàn. Tiếng 25 ngàn. Ừ. Cũng rẻo ha. Xứng luôn nè. Rồi cái cô xem kênh lâu chưa mà sao cô gọi trời trong cái tình trạng cô khóc chứ vậy? Xem lâu rồi cô cũng ngầm nghĩ, cô suy nghĩ. Mà cô có đoán mình có thể được con giúp đỡ không mà sao cô gọi không. Cô khóc vậy? Nó tôi nói thiệt, nếu mà nó giúp đỡ hả? Mình lên kinh làm gì cháu, để mình thế này thế nọ. Cái này là sự thật, mình nói là thiệt tình luôn. Quá đau đớn rồi, cô mới kêu cầu cứu. Rồi bé này chiều nay ăn cơm với muối ớt tiếp tục nha. Ăn gì quen chưa, ăn lâu chưa? Nó không ăn, nó cũng ít ăn lắm. À, nó bữa nào nó có tiền. Thầy cô không có tiền nữa hen, thầy cô tranh thủ cơ 5 giờ rồi cô chiên cơm. Chiên cơm? Chiên cơm thôi. Bỏ bột ngọt rồi vô? Ừ, chiên cơm cho hai đứa bới ăn rồi xong rồi lên xe chở cái gì Út nó đi học. Rồi không có cá mắm gì hả? Không, cô cơm khi có, khi không, bây giờ ở đây khó kiếm cá lắm. Dạ. Khó kiếm, ở đây là rồi bây giờ là cô nói con là cô bé tắc vậy thì những tháng trước cô lấy gì cô sống? Mấy tháng trước đó hả? Dạ. Cô đi làm một tuần vậy đó. Dạ. Ngày thứ bảy chủ nhật đó hen. Dạ. Là cô cho nó ở nhà cô đi làm cho bà chủ. Vậy bây giờ cô quay lại cô làm ý vậy đi, đưa tụi nó ý vậy đi. Bây giờ đi làm rồi, mình làm rồi. Chừng nào cỏ lên nữa đó hen. Dạ, làm cỏ, làm cỏ trong cây mai người ta đó. Dạ. Chừng nào lên nữa. Nửa tháng, một tháng mới bả kêu nữa. Dạ. Trời ơi. Vụ làm đó cô làm. Bây giờ cô làm mướn ghét đi, nó thiệt cái về nhà cầm chổi quét nhà. Nó mệt phải không? Nó hết sức lực rồi. Hết sức lực luôn. Dạ. Thiệt. Thế tình trạng của cô thấy gầu dùm cho cô luôn á. Nhưng mà cô có con cái, ít có ai giúp cô lắm, cô nói thiệt. Thôi, không có con cháu nào. Con cháu của cô như vậy không, ấy là cô có con có cái gì người ta không có giúp đâu. Dạ. Ít có ai giúp đỡ cô lắm, cô nói chân tình á. Người ta giúp người đang khó khăn bệnh tật à. Chứ không có ai giúp cô mà đang khỏe mạnh gì đâu cô. Còn nãy giờ con cũng nghe là câu chuyện của cô, hoàn cảnh của cô rồi thì thực sự là con rất là đồng cảm, nhưng mà con làm từ thiện thì chính người Mỹ con cũng không có thể nào giúp cô được, bởi vì là con làm một cầu nối, như là con quay lên ai giúp thì gọi tới rồi giúp cho cô, chứ con không phải kêu gọi từ thiện. Ừ. Mà là cho nên cái mục đích của con là con không phải là tới đây để mà kêu gọi dùm cho cô đâu, nhưng mà con đưa số lên ai giúp thì giúp, không giúp thì thôi, đó là tùy duyên, cũng như người ta muốn làm phước thì người ta gửi không gửi thôi, chứ biết sao vậy. Con thì giống như là con có YouTube thì con quay lên đi thôi. Dạ. Rồi bây giờ vậy đi cô hen. Ừ. Bây giờ thì cô chú anh chị thì hôm nay thì Xanh tới đây thì Xanh đã hiểu câu chuyện của cô. Thì cô chú anh chị nào cảm nhận thì cảm nhận, nhưng mà mong rằng thông điệp này sẽ gửi đến con của cô để có thể có sự thấu cảm hơn, để mình biết tình mẹ thiêng liêng thế nào. Hoàng Xanh không biết nội bộ đó ra sao, nhưng mà Xanh nghĩ là làm gì làm thì coi như là dù gì cũng là mẹ của mình, thì thôi mình cố gắng để mình xem kênh này mà suy nghĩ lại. Thì Hoàng Xanh rất là tội nghiệp hai đứa nhỏ, tại vì một đứa thì coi như là ba không có mà mẹ thì đi bỏ rồi, còn đứa con của cô đây nữa thì nói chung mấy đứa nhỏ này nó không có gì ăn, cho nên thì
Hoàng Xanh nghe như vậy thì Hoàng Xanh chia sẻ cái gì trong phạm vi của Hoàng Xanh chia sẻ được, Hoàng Xanh chia sẻ. Thì Hoàng Xanh cũng xin được cảm ơn chị Lan Mèo ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô thì tương ứng với 2,4 triệu. Hoàng Xanh sẽ trao cho cô để mua đồ ăn cho hai tụi nhỏ và cô có thể sắp xếp gia đình rồi tùy duyên mọi sự nha. Hôm nay cô con tới đây, với lại con nói cô một nhấn mạnh một lần nữa nha cô nha. Con tới đây con chia sẻ hoàn cảnh cô lên để cho bà con giúp đỡ. Giúp đỡ thì hay không là tùy bà con. Chứ cô nói là mới mốt cô nói là Hoàng Xanh tới đây quay rồi không tới giúp đỡ nữa, đặt nặng vấn đề con không phải là trách nhiệm của con nha. Không, cô không nói mới mốt đâu. Là không, con đang dặn cô á, nhiều khi cô nói là Hoàng Xanh quay tôi rồi bây giờ không thấy nó quay lại nữa, không biết nó có nhận tiền từ hình ảnh của tôi không, là không có nha. Con làm từ thiện ai đưa tới thì con đưa trao thôi, còn không thôi là cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp Hoàng Xanh, cũng không cần thiết phải nhận. Cho nên thì Hoàng Xanh làm từ thiện của ai đem cho những hoàn cảnh khác từ 4 năm nay rồi, Hoàng Xanh đưa lên kênh đàng hoàng, đọc tên người ta đàng hoàng, chứ mình không có phải là nhận số tiền dùng mà mình biển thủ số tiền đó đâu. Hoàng Xanh xin lỗi, Hoàng Xanh không có làm chuyện đó. Cho nên thì Hoàng Xanh nói với cô á, để mai mốt cô trông ngóng nha, cô trông ngóng nói tại sao Hoàng Xanh không có tới là không được nha. Con không có chịu như vậy nha cô nha. Khi nào cô tới đó là tùy duyên của cô thôi. Rồi con xin phép cô, con nói chuyện hơi rõ ràng, mà con làm từ thiện thì phải rõ ràng, làm từ thiện không rõ ràng rồi người ta coi mình ra gì cô. Đúng. Rồi vậy cô hen. Chị Lan Mèo gửi tiền cho Hoàng Xanh, nhưng mà Hoàng Xanh nói chị Lan Mèo ơi, bây giờ nếu mà khi nào mà tới thời điểm cần sử dụng số tiền của chị em sử dụng. Cho nên thì bây giờ tới đây rồi, nếu mà chị Lan Mèo có xem kênh thì em cũng cảm ơn chị và chúc cho gia đình chị thật nhiều sức khỏe và điều may mắn. Chị tin tưởng Hoàng Xanh chị mới gửi tiền tới cho Hoàng Xanh để giúp hoàn cảnh nghèo đó, và cô chú anh chị mạnh thường quân khác cũng vậy, trong kênh Hoàng Xanh gửi cho Hoàng Xanh thì Hoàng Xanh sẽ lấy số tiền đó đi thăm và cho người nghèo thôi. Cô chú anh chị, đây số tiền 2,4 triệu cô hen. Đây 2,4 triệu của chị Lan Mèo gửi cho cô nha, coi như là cái này là cái sự ủng hộ tinh thần đó cô, cho cô bớt buồn bớt khổ rồi mọi sự tùy duyên của cô hen. Rồi dạ 2,4 triệu. Đây 100 đô của chị Lan Mèo giúp hai đứa nhỏ chiều nay mua đồ ăn cho nó nha cô nha. Dạ. Rồi. Xong rồi đó con. Cảm ơn nhiều lắm. Nói sao nữa, nói sao. Không, cô nói sao tùy cô rồi, con trao tiền người ta làm phước, người ta cũng không mong mình trả ơn trả nghĩa đâu, miễn sao mình sống tốt được rồi. Đúng rồi. Có một khi nào cháu đi ngang dịp đi ngang để dạ. Vô thăm cô. Dạ con thì hơi bận nhưng mà con tùy duyên là con không hứa trước cô nha. Mà mong cô sống tốt và có nhiều sức khỏe nha, để lo cho con mình với cháu mình nữa. Và biết đâu sau này con cô thành tâm quay lại gia đình, nhiều khi chia sẻ được với cô gì chia sẻ. Đúng rồi. Nha rồi cô nha, con chào cô nha. Thôi bây giờ cô cũng như là gửi công đồng mạng, rồi mấy cậu mấy cháu đến đây rồi giúp đỡ như vậy, cô rất là cảm ơn nhiều. Sự thật cảm ơn rất nhiều, hết dạ, tấm lòng dạ, của cô luôn. Dạ. 2,4 triệu mình có thể, 2,4 triệu có thể mình mua được gạo rồi đó, mua được đồ ăn rồi đó cô. Mua gạo. Một cái phao cứu sinh này, mua gạo có hả? Mua gạo. Dạ mua gạo. Là sao cô? Là sao? Xin 50 ngàn làm gì cô? Là mua thuốc uống à? Con cô đâu vậy? Cô nó bỏ 10 năm chứ điện lận nước rồi nó dạ. Cô rồi thôi đừng có nói. Dạ, con không có tiền cô ơi, con chỉ giúp đỡ cho em cô thôi, con không có tiền. Tao dạ. Nếu mà có đi không có thôi. Con dạ. Cái giò, hai dạ, đồng. Con không có tiền cô ơi. Thông cảm nha. Không cảm có thôi. Dạ. Đúng không? Tại vì con đi làm từ thiện thì mọi sự tùy duyên cô, có thể là con có thể giúp luôn, con có thể là có khi con cũng chích tiền túi con giúp, nhưng mà tùy duyên. Nhưng mà cô với con á thì con chỉ mới nói chuyện ngang à, cô hỏi ê có tiền con coi cho coi xin 50 ngàn thì con không có tiền. Tại tùy duyên cô hen. Nha cô nha. Cô đừng có nói là Hoàng Xanh làm từ thiện mà ta xin 50 không cho nha. Thông cảm cho con, cái nào đâu là đó. Rồi, thông cảm cho con nha. Con có đem lại có 2,4 triệu rồi, bây giờ con có tiền đâu. Nha cô nha. Dạ. Rồi, kính thưa cô chú anh chị biết khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Bây giờ thì Hoàng Xanh xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú chị. Và Hoàng Xanh xin gửi lời cho tất cả các chú chị thì sắp tới Hoàng Xanh có phát gạo cho bà con nghèo. Và Hoàng Xanh cũng là nói chung là gạo thì Hoàng Xanh tự mua, Hoàng Xanh tự mua nhu yếu phẩm, và Hoàng Xanh cũng hùng cái số tiền cá nhân của mình. Mình làm được YouTube á, mình đi hát á, mình có tiền á, Hoàng Xanh đưa vô một phần để cho bà con có quà nhiều. Đó là tấm lòng của Hoàng Xanh, mong muốn coi như là cùng chung tay mạnh thường quân phát và cho những nơi hoàn cảnh khó khăn thật là xứng đáng. Cho nên Hoàng Xanh mong muốn làm như vậy. Kính chúc cho bà con biết khán giả thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì Hoàng Xanh xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Xin được chào. Yeah. Rồi chào các cô. Dạ, chào các cô nha. Rồi chào luôn. Rồi chú về nha. Yeah. Rồi chào hai con. Chị con đưa số điện thoại lên rồi cô nha, con sẽ giúp cô là con đưa lên mạng xã hội. Rồi dạ. Người ta điện lại mình đó giờ. Đúng, người ta sẽ điện lại cho cô. Cố gắng nghe điện thoại nha. Đó, con gắng giúp cô như vậy đó. Rồi cái này thì con giúp cho cô trước để cô mua gạo, mua thóc, mua đồ ăn đi nha. Rồi, con chào cô nha. Dạ, con chào cô. Rồi chào cô luôn nha. Cố gắng đi liên hệ với con cái quay lại để giúp cô nha.